Hôm nay thì đại diện cho AZ Film Việt Nam Phục sẽ có livestream trao đổi với quý nhà đầu tư các anh chị về cái làn sóng Covid thứ ba và cái hành động của nhà đầu tư chúng ta như thế nào, cho nó phù hợp với những cái bối cảnh như thế này. Thì việc Phục sẽ trình bày đây nó cũng mang tính chất ngắn gọn thôi. Rồi sau đó thì chủ yếu là chúng ta liên quan đến giải đáp, trao đổi những cái thắc mắc cũng như những cái yêu cầu, và Phục sẽ hỗ trợ các anh chị em trong những cái sự kiện đặc biệt như này. Thì còn nhớ là vào hồi tháng 3 Covid xảy ra chẳng hạn, thì Phục cũng có livestream và cũng có rất nhiều các cái video về việc chiến lược đầu tư ra sao cho hiệu quả, hay là ngay cả tháng 7 cũng thế. Và cũng cái từ hồi tháng 3 đến tháng 10 khi thị trường chứng khoán rất hấp dẫn, thì Phục cũng đã làm cái series phân tích và định giá sau 169 doanh nghiệp. Và thực sự hồi đó thì làm được đến khoảng độ 23 doanh nghiệp, thì lúc ý về cơ bản nhiều cổ phiếu vẫn còn hấp dẫn. Tuy vậy bảo là rất hấp dẫn thì không. Chính vì thế cho nên Phục cùng với AZFIN đã tạm dừng lại cái chương trình gọi là phân tích định giá 69 cổ phiếu, mới ở khoảng độ 23 24 cổ thôi. Là bởi vì lúc đó thực sự là thấy vẫn còn hấp dẫn, nhưng mà bảo siêu hấp dẫn, cực kỳ an toàn cho nhà đầu tư thì Phục chưa thấy. Chính vì thế cho nên là lúc đó Phục tạm dừng lại. Thì nếu mà thị trường chứng khoán vẫn còn diễn ra tiếp tục có sự hấp dẫn thì Phục sẽ quay trở lại cái series phân tích và định giá 69 cổ phiếu của AZFIN Việt Nam để đưa đến quý vị và các bạn những cái phân tích đánh giá chính xác, hiệu quả và mang lại cái kết quả kinh doanh tốt nhất cho các quý vị, cho các anh chị. Thì sau đây là Phục sẽ đi vào cái nội dung trao đổi của AZFIN đối với anh chị em trong cái hôm nay như thế này. Đầu tiên là thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay như thế nào, nó đang ra sao. Thứ hai là đánh giá về thị trường chứng khoán dưới góc nhìn của một nhà đầu tư cơ bản dài hạn, ít nhất là dài hạn đây là ít nhất là khoảng độ một năm chẳng hạn, thì đó là cái phương châm mà AZFIN theo đuổi từ lâu nay. Thứ ba là hành động của chúng ta như thế nào, và cuối cùng sẽ là Q&A để giải đáp những cái thắc mắc mà quý anh chị và quý bạn đang lo lắng, đang hồi hộp và mong muốn có được những cái chia sẻ với những cái kinh nghiệm diễn ra trong nhiều năm. Thì chia sẻ với các anh chị là Phục cũng đầu tư chứng khoán đâu đó cũng gần 14 năm rồi, từ năm 2007, và mọi cung bậc cảm xúc đều trải qua hết rồi. Thế thành ra những cái này thì Phục và AZFIN cũng tương đối có kinh nghiệm để có thể hỗ trợ quý vị và các anh chị. Đầu tiên là thị trường chứng khoán của chúng ta có phiên giảm điểm mạnh nhất lịch sử 21 năm của thị trường chứng khoán. Chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán gần như giảm kịch biên độ với cái mức giảm khoảng 6,7%. Tức là mức giảm mắc nhất của các cổ phiếu là 7%. Nhưng mà không phải cổ phiếu nào cũng giảm 7% đúng không ạ? Ví dụ ANV ở đây chẳng hạn, sàn là 6,8% thôi đúng không ạ? Có cổ 6,9, có cổ 7. Thì như vậy với cái mức giảm 73,23 điểm, đây chưa phải là mức thấp đâu, mức thấp nhất vẫn còn thêm một chút xíu nữa, thì khoảng 6,7%, thì đây là mức giảm mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán 21 năm. 21 năm qua không hề đơn giản, đúng không ạ? Và lâu lắm rồi chúng ta không thấy kiểu là trắng bên mua như thế này. Ngay cả cái hồi tháng 3 thì chúng ta cũng chưa thấy trắng bên mua như thế này. Thực sự đây là một phiên vô cùng mạnh và gây nên rất nhiều cú sốc lớn cho bà con, cho anh chị em. Thì vì sao nó lại giảm mạnh như thế này? Thì cũng có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, đại loại là thời gian vừa rồi có một số anh chị em cũng dừng margin quá đà. Và khi bị điều chỉnh, bị call margin, bị for sale, tức là người ta bán để người ta thu hồi nợ ấy, vì bị giảm mạnh quá, thì dẫm đạp lên nhau để bán. Và cuối cùng xảy ra một cái phiên giảm điểm mạnh nhất lịch sử này. Đúng không? Thì lý do giảm mạnh là gì? Thì lý do có rất nhiều. Phục thì cũng xin điểm qua thôi. Bởi vì thực sự mà nói là đưa ra lý do thì nó tất cả nó cũng chỉ là đưa ra phía sau thôi. Thì thứ nhất là sau một thời gian thị trường chứng khoán tăng mạnh lên gần 1.200 điểm, thì PE khoảng 19 lần thì là mức khá cao so với lịch sử. Đặc biệt là cái tâm lý gặp đỉnh cũ ở mức gần 1.200 điểm, thì bà con có cái tâm lý gọi là chốt lời, hoặc thậm không chốt lời là gọi là bán giảm tỷ trọng, giảm tỷ trọng. Đó, đấy là cái lý do đầu tiên.
Lý do thứ hai là nhiều nhà đầu tư đã dùng margin 28-37 và bị bán giải chấp rất mạnh mẽ chiều này, đặc biệt là chiều này, chiều ngày 28 tháng 1 này. Và đến sáng ngày 29 tháng 1, thứ 6 ngày mai, thì sẽ có một cơn bán for sale nữa rất mạnh, sáng ngày mai. Đó. Thì khi bị margin thì người ta có cái hiệu ứng như kiểu hiệu ứng hoàn tuyết lăn ấy, nó cứ lăn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bán càng mạnh thì lại càng dễ bị call margin, mà call margin lại bị bán mạnh. Đó, thì đến bao giờ cái việc call margin này nó giảm thiểu, nó đỡ đi rất nhiều. Có cái dòng tiền thịt lớn nhảy vào thị trường thì cái điều này nó mới sẽ bị dừng lại và bật một cách rất mạnh mẽ ngay sau đó. Và thị trường thường giảm mạnh nhất thì cũng lúc bật thì cũng nhanh nhất, mạnh nhất. Nguyên nhân thứ ba thì nguyên nhân này là giọt nước làm tràn ly. Bên cạnh đó thì nó cũng có cái mới lo mới, đó là dịch bệnh COVID đã trở lại. Chỉ vòng vòng có hơn một ngày qua mà phát hiện khoảng 100 ca dương tính với tốc độ lây lan cực kỳ nhanh chóng. Và thực sự lần này là do chủ quan của chúng ta. Chủ quan thành ra không để ý. Có thể nói là chủ quan đây không hẳn là chủ quan của cơ quan quản lý đâu, mà chủ quan của tất cả người dân và tất cả mọi người. Ai ra đường cuối cùng cũng rất chủ quan. Đó. Thì thực sự là Phục đánh giá cái việc dịch bệnh trở lại cũng sẽ không quá cao như thế này, nhưng mà nó lại xảy ra. Tuy nhiên thì trong cái buổi về báo cáo chiến lược năm 2021, cách đây khoảng độ 10 ngày, hơn 10 ngày, thì Phục cũng có nêu ra một cái, đó là rủi ro lớn nhất lúc này ở thị trường đó chính là dịch bệnh. Nhưng mà không ngờ nó lại xảy ra như thế. Tuy nhiên Phục cũng đánh giá cái xác suất nó không phải quá lớn, nhưng mà không ngờ nó lại xảy ra. Thực sự là khá nguy hiểm. Thì cái chủng dịch bệnh lần này, cái điểm yếu của nó, điểm yếu của lần này đó là cái chủng virus mới. Nó lây lan rất là nhanh. Nhanh. Khó dự báo, khó đánh giá hơn. Tuy vậy, Việt Nam thì lại đang rất có kinh nghiệm về việc xử lý dịch. Bên cạnh đó thì cái sự quyết liệt của hệ thống chính trị, phải nói đây là sự phản ứng cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng có một ngày là ngay lập tức là cũng về cơ bản là cũng gọi là gần như là phong tỏa cái thành phố Chí Linh. Đó, có thể Phục dùng từ chưa chính xác lắm, nhưng mà ý là đại loại là cái thành phố sẽ được gọi là giới nghiêm đấy, gần như giới nghiêm đấy, để chặt chẽ. Rồi bên cạnh đó thì sân bay Vân Đồn thì sẽ được dừng lại. Thì Vân Đồn chính là một trong những nơi đón tiếp những người bị bệnh COVID ở nước ngoài về đó và cho giãn cách ở đấy, cho 21 ngày ở đấy. Thì đây cũng chính là một cái hơi chủ quan của những người trực tiếp ở đó. Tuy vậy cái điều này cũng khó trách được ai cả. Bởi vì sao? Bởi Việt Nam kiểm soát thế này là quá tốt. Đất nước này có 100 triệu dân cơ. Đường biên giới rất nhiều. Chỉ cần hơi sơ sót một chút thôi là nó có thể xảy ra. Đúng không? Đó, thì vấn đề dịch bệnh ở đây có hai đánh giá. Một là nó biến thể, thành ra nó có thể lây lan và diễn biến nhanh hơn. Tuy vậy thì kinh nghiệm lần này của chính phủ Việt Nam là tốt hơn rất các lần trước, cũng rất nhiều. Và đặc biệt họ làm việc rất quyết liệt. Rất quyết liệt để ngăn chặn bằng được, bằng mọi giá cái dịch bệnh này. Đó, thì đấy là ba cái lý do chính khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh, đặc biệt trong cái phiên lịch sử ngày 28 tháng 1 năm 2021 này. Trong năm 2021 này thì khi thấy thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đợt này thì chúng tôi lại liên tưởng đến đầu năm 2020 khi vừa ra Tết, thì ngay lập tức thị trường chứng khoán đã có những cái cú sụt giảm rất là mạnh mẽ và tạo cái mức đáy gọi 650 điểm, rồi sau đó tăng trở lại đến thời gian vừa rồi lên đến 1180 điểm, tức là tăng khoảng hơn 70%. Đó, đấy là những cái lý do cơ bản nhất, còn tất nhiên còn nhiều lý do khác nữa. Tiếp theo, về đánh giá thị trường chứng khoán dưới góc nhìn của nhà đầu tư cơ bản. Thì đây là thống kê. PE hiện nay là 16.54 lần. Nhưng mà đây là PE chưa tính đến kết quả kinh doanh quý 4 của các doanh nghiệp. Đó. Thì một năm qua so với mức này một năm trước thì VN Index tăng 5.28%. Đúng không? Đó. PB là 2.18 lần. 2.18 lần cũng chưa tính đến cái kết quả kinh doanh quý 4. Đó, đây là cái mức PE, nếu xét 16.54 thì nó cao hơn trung bình một chút xíu.
trung bình của lịch sử một chút xíu. Tiếp theo, đánh giá cụ thể hơn thì PBP hiện nay, tức là giá trên lợi nhuận đấy, tức là vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam chia cho lợi nhuận của toàn bộ các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, tức là vốn hóa ở trên HOSE chia cho toàn bộ lợi nhuận của các doanh nghiệp trên HOSE của 4 quý gần nhất, tức là từ quý 4 năm 2020, quý 1 2021, quý 2 2021, quý 3 2021 cộng lại thì nó là 16.54 lần. Thì đây là chưa bao gồm kết quả kinh doanh cập nhật của các doanh nghiệp chúng tôi đánh giá rất tích cực trong quý 4 2020. Nếu tính cả kết quả kinh doanh quý 4 thì chúng tôi đánh giá PE khoảng độ 16 lần. Bởi vì quý 4 này thì kết quả kinh doanh chúng tôi ước tính đơn giản tăng khoảng độ 10 đến 15% so với quý 4 năm 2020. So với 2020. Xin phép, đây là tích cực trong quý 4 2021 nhé. Đó thì PEP khi ra kết quả kinh doanh quý 4 nó khoảng 16 lần. Thì P forward cho 2021 thì bằng khoảng 13.3 lần, tức là khi có kết quả kinh doanh toàn bộ năm 2021 ấy. Thì kịch bản là dựa trên đến việc kiểm soát dịch bệnh được trong vòng 1 tháng tới. Tức là 1 tháng tới sẽ không có ca mới. Ca mới phát sinh trong cộng đồng ấy. Thì là P forward cho 2021 là 13.33 lần. Nếu như vậy thì ở đây là một mức định giá rất rẻ, rất rẻ. Đó là kịch bản kiểm soát được dịch trong vòng 1 tháng tới. Thứ tư thì tôi cũng xin trao đổi lại thêm một chút là nếu kiểm soát được dịch trong 1 tháng tới thì về kinh tế, về cơ bản nền kinh tế các doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể. Không bị ảnh hưởng đáng kể. Bởi vì giai đoạn này vẫn cơ bản là vẫn là giai đoạn gần Tết và Tết. Đúng không ạ? Nó sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 20% lợi nhuận và cổ tức. Chính vì thế nếu mà kịch bản mà xử lý được trong vòng 1 tháng tới mà không có một ca nhiễm mới ở cộng đồng nào ấy, thì P forward cho năm tới có thể là 13.33 lần, là một mức cực kỳ hấp dẫn. Thứ tư là P forward cho 2020 bằng 16 lần nếu kịch bản dịch bệnh không kiểm soát được. Tức là Việt Nam cũng giống một số nước ở châu Á hay ở trên thế giới. Sẽ giống một số nước ấy. Thì PE sẽ có thể là 16 lần. 16 lần. Đó. Và chúng ta hãy lưu ý rằng bây giờ không phải địa ngục đâu ạ. Đúng không ạ? Anh chị em đừng lên quá bi quan quá. Bởi vì sao? Ở Mỹ người ta cả chục triệu người mắc. Đúng không ạ? Thì thị trường chứng khoán định giá nó vẫn rất là cả. Rất là cao. Bởi vì về cơ bản là doanh nghiệp họ thích nghi rất tốt với những cái điều kiện. Bây giờ doanh nghiệp thích nghi khá tốt. Tất nhiên là những cái ngành liên quan đến du lịch sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Du lịch, khách sạn. Nhưng mà về cơ bản các ngành khác thì bị ảnh hưởng không phải là quá lớn. Quá lớn. Họ sẽ có cái sự thích nghi nhất định. Đúng không? Hơn nữa thì chúng ta cũng kỳ vọng vào một phần, đó là vaccine có thể phần nào làm cho các doanh nghiệp và người dân an tâm hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đó là đánh giá của chúng tôi về thị trường chứng khoán, về định giá. Chúng tôi cũng chỉ đánh giá qua thôi, tí nữa chúng ta sẽ trao đổi giải đáp thì nó sẽ cụ thể hơn. Tiếp theo thì với thị trường chứng khoán ngắn hạn thì nó diễn biến theo tâm lý của nhà đầu tư, tâm lý của mọi người. Đúng không ạ? Thì khi người ta bán cổ phiếu có khi người ta chả quan tâm đến cổ phiếu đắt hay rẻ, tốt hay xấu. Đã bán là bán. Bán rất mạnh mẽ, bán rất quyết liệt. Rõ ràng là tôi trao đổi với các lãnh đạo doanh nghiệp, họ bảo mọi thứ vẫn bình thường. Có gì thay đổi đâu. Trừ khi này dịch bệnh nó quá phức tạp thì lúc ý họ sẽ có cái việc điều chỉnh nhất đấy. Vậy mà trên thị trường tâm lý bà con sẽ rất là ầm ầm mạnh mẽ. Cũng giống như những lúc thị trường lên ấy, doanh nghiệp bảo tôi hoạt động vẫn bình thường như thế. Chả hiểu tại sao 2-3 tháng mà giá cổ phiếu tăng gấp đôi. Thế thành ra nhà đầu tư để thành công ấy thì tốt nhất nhìn thị trường chứng khoán là một phần. Thứ hai, chúng ta phải nhìn cái diễn biến kinh doanh, cái thực tế kinh doanh của doanh nghiệp. Thì lúc ấy chúng ta sẽ tĩnh hơn. Tĩnh hơn. Chứ không phải chúng ta bị cuốn theo thị trường chứng khoán quá nhiều. Còn về dài hạn thì thị trường chứng khoán diễn biến theo nền tảng kinh tế, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Và chúng ta hãy nhớ lại cái hồi tháng 3.
để có những cái kinh nghiệm, có những cái trải nghiệm cho mình. Đúng không ạ? Hồi đó tâm lý nhà đầu tư phải nói là kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều đấy. Bởi dịch bệnh lần đầu tiên diễn ra, nó lại kinh khủng đến như thế. Thế thành ra họ đã bán tống bán tháo, có những cổ phiếu họ bán chỉ còn có 30%, 20% so với cách đó chỉ vài tháng. Và sau đó những cổ phiếu đó đã bật lên một cách rất mạnh mẽ bởi vì bị bán quá đà. Thì thông thường với tâm lý của thị trường chứng khoán ấy, lúc lên thì cũng quá đà và lúc xuống thì cũng quá đà. Đặc biệt là lúc xuống thì sẽ rất quá đà bởi vì có margin rất nhiều. Đó, chúng ta hãy hồi tưởng lại tháng 3 để đưa ra được những cái đánh giá, những cái quyết định nó hợp lý nhỉ? Hợp lý nhỉ? Đúng không? Đó. Tiếp theo thì tôi vẫn thường là trao đổi với các học viên của mình, của AZFIN Việt Nam cả vài ngàn học viên, rồi là những anh em trên cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính, rồi rất nhiều các nhà đầu tư khác. Đó là một năm luôn có 1 đến 2 sóng lên mạnh, tương tự luôn có 1 đến 2 sóng xuống mạnh. Và nó không vì lý do Covid thì nó cũng sẽ vì một lý do nào đó. Cũng giống như nền kinh tế, nó lên rồi nó lại xuống. Nền kinh tế vừa rồi, cái chu kỳ vừa rồi nó không kết thúc bởi cái Covid thì nó cũng kết thúc bởi một cái khác đâu. Thế thành ra chúng ta hãy ghi nhớ cái điều này để chúng ta đỡ bị say và ngủ quên trên chiến thắng nếu thị trường lên quá mạnh. Chúng ta hãy tỉnh táo những lúc đó. Hoặc chúng ta không được tâm lý bi quan quá trong những lúc thị trường điều chỉnh lớn. Bởi vì chính tâm lý bi quan quá hoặc hưng phấn quá không đúng lúc chính là con dao giết chết chúng ta. Chính là con dao giết chết chúng ta. Do đó các anh chị phải đặc biệt lưu ý những cái vấn đề như thế, những cái vấn đề như thế. Đúng không? Mình không được phấn khích quá khi thị trường tăng quá mạnh mẽ, cũng không được bi quan quá khi thị trường đi xuống mạnh. Bởi vì chúng ta mà không kiểm soát được cảm xúc như thế thì chính là chúng ta tự đào mồ chôn mình. Cũng giống như thời gian vừa rồi, rất nhiều anh em lợi nhuận 50%, 60%, 70%, và họ đã chủ quan, họ nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Và thị trường chứng khoán quá là ngon nghẻ và họ nghĩ rằng họ sẽ x đôi, x ba trong năm tới. Thế là họ cực kỳ mạnh mẽ, họ margin 28, 37. Và rốt cuộc chỉ trong vòng có một tuần, họ bay sạch toàn bộ thành quả của một năm 2020. Thậm chí, họ còn âm và mất mấy chục phần trăm vốn. Điều này là rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Và những người này thậm chí có thể cháy tài khoản ngay lập tức trong ngày mai, thứ sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2021. Thế thành ra tôi cũng có chia sẻ một số lần, đó là được mùa chớ phụ mùa khoai. Chúng ta hãy tích cóp, hãy chắc chắn. Và cũng chia sẻ với rất nhiều nhà đầu tư nên hạn chế việc dùng margin, bởi margin nhiều quá nó sẽ rất dễ mất kiểm soát. Đúng không? Vì thế cần nhớ, một, đầu tư chứng khoán thì cần phải gắn liền với quản trị tài chính cá nhân. Thì trong các chương trình học hay trao đổi với quý vị trước khi đầu tư ấy, tôi cũng thường đưa ra một phần về quản trị tài chính cá nhân. Để quý vị biết mình đang ở chỗ nào, mình có điểm tựa gì, đúng không ạ? Mình có đường lui như thế nào để mình biết đầu tư chứng khoán bao nhiêu là hợp lý, bao nhiêu là phù hợp. Đó, nguồn vốn của mình có dài hạn được không? Hay nguồn vốn mình đi vay mượn? Thế thành ra là chúng ta phải hiểu, đầu tiên là phải hiểu quản trị tài chính của cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta. Thì chúng ta mới biết, chúng ta sẽ dành được bao nhiêu cho chứng khoán. Thì điều đó nó mới an toàn, nó mới an tâm. Chứ rất nhiều anh chị từ sáng đến nay gọi là liên hệ với tôi. Và chết rồi, em vay nhiều tiền quá, lần này thế này thì kia em chết mất này kia. Đúng không? Lương thì đâu có mười mấy triệu tháng. Thế mà giảm một phiên nó mất khoảng 100-200 triệu. Thế là rất khủng khiếp, mất cả năm lương. Rất nguy hiểm. Thế thành ra phải gắn liền với cái quản trị tài chính thì mới biết mình nên đầu tư bao nhiêu, phân bổ bao nhiêu. Thì khi đó chúng ta mới có thể thong dong được. Bởi vì đầu tư mục đích hướng đến là giàu có một cách bền vững, thịnh vượng bền vững và an nhàn cơ, không phải nặng đập. Thứ hai là việc phân bổ tài sản đa dạng và hợp lý mới giúp chúng ta tự do được. Còn nếu chúng ta phân bổ không hợp lý, không đa dạng mà tập trung quá thì sẽ rất rủi ro. Rất rủi ro. Thì tôi có một số group với các anh chị, thì các anh chị phân bổ rất là tốt. Các anh chị có bất động sản, các anh chị có chứng khoán, các anh chị có vàng, các anh chị có một phần gửi tiết kiệm. Các anh chị xây cái tháp tài sản cá nhân rất tốt, tháp tài chính cá nhân rất tốt.
Đó là tài sản dự phòng, thì các anh chị dự phòng và chi tiêu các anh chị rất đầy đủ. Có thể chi tiêu trong 6 tháng nếu không có thu nhập. Đúng không? Thứ hai là các cái tài sản theo mục tiêu, ví dụ cho con du học, ví dụ để mua ngôi nhà, ví dụ để mua cái ô tô. Đúng không? Hay ví dụ là hưu trí cho bố mẹ chẳng hạn, vân vân, thì họ cũng đã phân bổ rất đầy đủ. Sau đó cái phần tiền còn lại thì họ lúc ấy họ mới đầu tư, gọi là một cách là ăn thua với thị trường chứng khoán. Thế thành ra họ rất là an tâm, rất là an tâm, rất là an tâm, đúng không ạ? Thì đấy là chúng ta phải gắn đầu tư chứng khoán là một phần của quản trị tài chính. Thì khi đó chúng ta không bị vấn đề gì cả. Thậm chí khi thị trường có cơ hội rất lớn, chúng ta có thể chuyển dịch bớt một phần tài sản từ những cái mảng khác chuyển sang cái mảng này. Khi đó chúng ta sẽ tận dụng được cái cơ hội hiếm có của năm 2021 này. Tôi xin thông báo đây là cơ hội hiếm có của năm 2021. Nó cũng tương tự như hồi tháng 3, tháng 7 của năm 2020. Đó. Và nó chỉ dành cho những ai có tâm lý vững, có nguồn lực tài chính phân bổ tốt. Và họ sẽ lại có cái cơ hội chiến thắng ăn mắng lần trong cái giai đoạn. Đó. Thì đấy là về một số nguyên tắc chia sẻ với các anh chị. Tiếp theo, hành động của chúng ta là gì? Thì tôi xin đưa ra mấy hành động ngắn gọn thôi. Rồi sau đó chúng ta cùng trao đổi. Một, đối với những nhà đầu tư mới hay còn gọi là F0, thì hãy tránh xa margin, đừng bao giờ dùng margin rồi, vì các anh chị chưa có kinh nghiệm. Thứ hai, đối với nhà đầu tư không bị áp lực tài chính mà lại có dư tiền, thì hãy giải ngân mạnh tiền mặt giai đoạn này. Thì chúng tôi khuyến nghị, AZFIN khuyến nghị từ thứ 6 tới, từ ngày 29 tháng 1 ấy, giải ngân dần 70-100% tài khoản. Tùy vào thị trường, các anh chị cũng phải cân đối một chút. Tùy vào thị trường. Thì chia sẻ thẳng với cả nhà là các anh chị là tôi full, gần như full cổ phiếu rồi đấy. Đó, thì chia sẻ thẳng các anh chị, vị thế của tôi là cũng ở mức vừa, nó không phải quá tốt đâu. Còn với các anh chị mà có tiền mặt nhiều thì giai đoạn này thì là 70%-100% tài khoản. Đó, thì thứ 6 tới, ngày mai, ngày 29 tháng 1 các anh chị hãy bắt đầu giải ngân. Nếu có cơ hội tốt, hãy tập trung vào những cái cổ phiếu đồng ngành tốt, tốt đẹp. Và đặc biệt là những cổ phiếu có thể không ảnh hưởng đáng kể khi Covid, thậm chí không kiểm soát được. Chúng ta phải giành đường lui như thế. Hay nói khác là những cổ phiếu phòng thủ. Còn ví dụ những cái cổ phiếu nhạy cảm hơn với Covid thì chúng ta có thể nên tránh. Nên tránh. Được chưa? Đó là những cái trao đổi của tôi. Thứ ba, đối với nhà đầu tư đầy kinh nghiệm và có kiến thức, thì tôi tin rằng là họ có thể tận dụng margin trong giới hạn cho phép, nhưng không nên cứ quá cao. Đề phòng côn margin. Và họ có thể sử dụng margin để họ nâng cao hiệu quả đầu tư những cơ hội khi mà giá cổ phiếu quá rẻ. Ví dụ những cái cổ phiếu mà có cổ tức lên đến 12, 13, 14, 15% trên thị giá ấy, mà không bị ảnh hưởng nhiều ấy. Chẳng hạn thì họ hoàn toàn có thể sử dụng margin với mức lãi suất khoảng 8%. Đúng không ạ? 8-9%. Thế là kể cả thị trường chứng khoán có không lên đi chăng nữa, họ cũng có cái cổ tức còn thua cái tiền lãi họ vay cơ. Thế thành ra dùng margin đó là dùng margin một cách khoa học và thông minh. Khoa học và thông minh, chứ không phải dùng margin một cách bừa bãi, thích thì dùng. Đó. Thì đấy là đối với những nhà đầu tư đầy kinh nghiệm và có kiến thức. Điều đó là ok. Bởi vì họ xoay chuyển tình thế cũng rất nhanh. Họ có kinh nghiệm và kiến thức rất mạnh. Cái đó, điều đó vẫn trong cái giới hạn kiểm soát của họ là rất ok, không vấn đề gì cả. Tiếp theo, thứ tư, đối với người mua tích sản ấy, trong cái cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính ấy, thì nó chả ảnh hưởng gì cả việc lên xuống này, đúng không ạ? Hàng tháng chúng mua đều đặn thôi, mỗi tháng chúng ta mua 3-4 triệu, 5 triệu, đúng không ạ? Thế là tháng nào chúng ta cũng mua. Đợt này sale off thì chúng ta lại có giá rẻ hơn thì chúng ta mua, quá tuyệt vời, chả vấn đề gì cả, đúng không ạ? Thì các anh chị không bị áp lực gì nào. Thì thực tế ở cái cộng đồng tích sản cổ phiếu này mới diễn ra có 5-6 tháng mà các anh chị cũng rất giỏi, 4 tháng rất giỏi, rất kinh nghiệm. Đó, và các anh chị mua ra đều đặn một cách rất tuyệt vời. Nó rất thoải mái, nó đúng với cái nghĩa là việc phân bổ và đầu tư chính hiệu đấy. Chứ nó không phải là ăn thua. Nó không phải là máu me với thị trường. Đó, thì đấy là bốn đối tượng mà tôi đưa ra. Tiếp theo, đó là đến cái phần Q&A. Giờ mời quý vị và các bạn cứ chat vào đây, tôi sẽ giải đáp những cái trao đổi, những cái chia sẻ của quý vị, rồi là những cái việc là quý vị cần được hỗ trợ gì thì tôi sẽ giải đáp quý vị và các bạn. Xin mời ạ.
Ok ạ, vâng ạ. Thì tôi xin được bắt đầu từ bạn Trung Nguyễn nhé. Vâng. Chào Vi Thanh. Tốt như thế giới di động không chịu xuống nữa anh. Sale bèo bọt. Vâng, thế giới di động thì thực sự đấy là một cổ phiếu rất tốt trong dài hạn đúng không ạ? Thì Covid có thể ảnh hưởng đến nó ngắn hạn bởi vì bán lẻ mà. Thành ra nếu mà người ta hạn chế đi lại mua sắm thì nó sẽ ảnh hưởng. Tuy nhiên là MWG ấy, sau mỗi lần khủng hoảng nó lại ăn được thị phần của người khác bởi vì tiềm lực tài chính nó rất mạnh, nó không bị phá sản được đâu, đúng không ạ? Nhưng mà cần phải thời gian, nó ăn được thị phần của người khác nhưng phải cần thời gian. Có thể nói là Covid xảy ra cũng có cái rủi nhưng mà có cái may cho thế giới di động. Rủi là doanh số ngắn hạn của họ không được tăng trưởng như ý, nhưng mà cái may đó là họ sẽ chiếm được thị phần của những người khác, họ thậm chí thâu tóm được những người khác. Nếu Covid này mà xảy ra phức tạp một tí, hóa ra lại là cái sự may mắn của họ cơ, không phải rủi ro đâu. Bởi vì các cái doanh nghiệp bán lẻ khác về cơ bản chịu đựng qua hai đợt Covid đã quá là kiệt sức rồi. Và nếu một đợt này mà lại xảy ra nữa thì các doanh nghiệp nhỏ yếu kém sẽ chết sạch. Và về cơ bản sau Covid thì những doanh nghiệp đầu ngành hàng đầu sẽ vươn lên một cách mạnh mẽ vô cùng. Hay là có một cái chúng tôi cũng hay chia sẻ. Đó là sau mỗi lần khủng hoảng người giàu lại giàu hơn và người nghèo lại càng nghèo đi là như thế. Rất rõ ràng đúng không ạ? Vừa rồi khủng hoảng các tỷ phú thế giới liên tục tăng giá trị tài sản, trong khi người nghèo thì liên tục gọi là kêu thảm. Đúng không ạ? Ok ạ. Vâng ạ. Vâng, bạn Toàn có hỏi MBB và Techcombank sao, thì đây là hai trong số những ngân hàng rất tốt. Nó rất tốt. Tuy vậy trong ngắn hạn thì diễn biến giá nó phụ thuộc vào cung cầu và tâm lý của nhà đầu tư. Còn trong dài hạn thì lúc ấy nó mới phản ánh kết quả kinh doanh. Đấy, chuyện nào nó cũng thế thôi. Đó. Vâng, ok ạ. Vâng. Tiếp theo bạn Lê Tuấn Hiệp. Ok. Vâng, HPG đúng là một cổ phiếu rất tốt. Thì chia sẻ với quý vị và các bạn rằng, nói tóm lại là kinh tế có phục hồi rất mạnh mẽ hay là có bị ảnh hưởng bởi Covid hay không thì chẳng nữa, thì đến nữa đầu tư công cũng sẽ là cái mũi nhọn lớn nhất chính phủ ta sử dụng để thúc đẩy nền kinh tế trong 5 năm tới, trong 5 năm tới. Bởi vì sao đầu tư công lại thúc đẩy mạnh? Bởi vì trong những năm trong quá khứ thì mấy năm gần đây thì nó rất là yếu kém trong việc giải ngân đầu tư công. Thì bây giờ áp lực phải giải ngân là rất lớn. Thứ hai là lãi suất thấp, môi trường lãi suất thấp thì cái giá vốn huy động của chính phủ ấy vay mượn thêm để giải ngân đầu tư công thì nó lại rất rẻ. Chính vì thế cho nên chính phủ thứ nhất là vừa có động lực giải ngân do trước không có, thứ hai là chính phủ sẽ có cái cơ hội huy động vốn rẻ để giải ngân thì họ sẽ tăng cường giải ngân. Thì Hòa Phát là một đối tượng được hưởng lợi rất tốt, bên cạnh đó là những doanh nghiệp đá xây dựng họ được hưởng lợi rất tốt. Vâng, bạn Đỗ Nhất thì có hỏi là có bác nào giải thích margin có nghĩa là gì không? Có nghĩa tức là bạn có một đồng bạn vay thêm tiền để bạn mua chứng khoán đấy. Ví dụ bạn có một đồng bạn mua chứng khoán thì bạn vay thêm một đồng là 2 đồng. Nếu mà cổ phiếu giảm 10% tức là bạn mất 2 đồng đúng không ạ? Thì tương đương với bạn lỗ so với cái mức một đồng ban đầu là 20%. Đó. Ok ạ. Vâng, bạn Dương Ngô có hỏi mai thứ sáu mua hết tiền đúng không? Thì thứ nhất là phải tùy thuộc vào bạn còn nhiều tiền không. Nếu bạn rất nhiều tiền chẳng hạn thì bạn sẽ giải ngân 70% thôi, bắt đầu giải ngân từ thứ sáu nhé, không phải là all in đúng không ạ? Là thứ nhất. Thứ hai là cũng phải tùy thị trường, tùy diễn biến thị trường để chúng ta giải ngân là hết hay không hết hay là giải ngân vừa vừa đúng không ạ? Nhưng mà AZFIN khuyến nghị nếu với những nhà đầu tư dài hạn, không nói những nhà đầu tư chết chết đinh lướt sóng ngắn hạn đánh theo T3 T5 nhé, thì những đối tượng đó thì họ phải dựa vào những cái phân tích kỹ thuật, dựa vào những cái chỉ báo riêng. Còn đối với những nhà đầu tư cơ bản thì chúng tôi khuyến nghị là bắt đầu mua từ thứ sáu và có thể mua lên đến 70 đến 100% tài khoản tiền. Thậm chí ai rất rất kinh nghiệm và họ tự tin thì họ có thể giải ngân thêm một chút nữa, margin một chút nữa cũng được, nhưng với điều kiện là họ phải chuẩn bị cái đường lui cho mình để nhỡ diễn biến nó có không ổn thì họ đã có những cái dự phòng để họ có thể thay đổi cái cục diện. Chúng ta lưu ý như thế. Chúng ta tuy rằng chúng ta rất có kinh nghiệm trong tháng 3, tháng 7 rồi là thậm chí là chúng tôi có kinh nghiệm 14 năm, nhưng mà chúng ta cũng không thể chủ quan được.
Bởi vì chúng ta không bao giờ chắc chắn 100% được cả. Đúng không ạ? Và một số cổ phiếu phòng thủ đúng không ạ? Thì AZFIN có một cái clip về đầu tư cổ tức ở trên kênh YouTube ấy, thì có liệt kê rất nhiều các cổ phiếu có cổ tức cao. Thì anh chị có thể vào đấy tham khảo nhé. Vâng, bạn Linh Bùi có hỏi là nếu mà tích sản lượng lượng cổ phiếu vùng giá cao, chuyện này đâu có quan trọng. Mỗi tháng chúng ta mua có vài triệu mà, đúng không ạ? Mà hơn nữa ở cộng đồng tích sản thì chúng tôi đưa ra cái ngưỡng mua, ngưỡng khuyến khích mua và cái ngưỡng là gọi là xem xét dừng tích sản rất kỹ. Đó là trong định giá của chúng tôi. Thế thành ra quý vị và các bạn cứ an tâm mà tích lũy trong cái vùng mà định giá hợp lý. Thế là chúng ta cứ thế an tâm thôi. Hơn nữa hàng tháng chúng ta giải ngân có một số lượng rất nhỏ, thì thành ra là không ảnh hưởng gì cả, đúng không ạ? Vâng, bạn Nguyễn Tiến Vũ có yêu thích còn FPT thì thực sự đây là một cổ phiếu rất tốt. Thực sự FPT là một cổ phiếu tốt. Và cổ phiếu này thì về cơ bản sẽ không ảnh hưởng bởi Covid quá lớn đâu. Bởi vì cái đơn hàng của họ từ quý 3, quý 4 là tăng trưởng rất là mạnh. Và năm tới dự kiến cũng sẽ tăng trưởng rất mạnh, đúng không ạ? Thực tế năm qua Covid xảy ra năm 2020 khiến cho các công ty trên thế giới thay vì có kế hoạch giải ngân liên quan đến đổi mới công nghệ trong vòng 5-10 năm thì họ đẩy nhanh còn 2-3 năm. Họ rất quyết liệt. Bởi vì họ cũng mong muốn tận dụng cái cơ hội này để bứt phá lên. Bứt phá lên. Đó. Vâng, tích sản cổ phiếu FPT rất ok đấy ạ. Thì có ngưỡng mua, ngưỡng ngừng tích sản ở trong cộng đồng tích sản đấy ạ. Bạn Tiến Vũ có thể xem xét nhé. Vâng. Vi Thanh có hỏi là có con nào dài hạn bền vững như MWG đang có giá tốt không? Thì Vi Thanh có thể xem cái danh mục 27 mã cổ phiếu AZFIN cung cấp đấy. Hiện nay thì về cơ bản là rất nhiều cổ trong đó dài hạn bền vững mà lại có giá hấp dẫn. Đó, thì những cổ phiếu đã được lựa chọn rất là kỹ càng. Vâng, bạn Hải Dương có hỏi là anh Phục nhận định đáy khoảng bao nhiêu đi ạ? Đáy thì rất khó nhận định. Thực sự làm sao có thể đoán được, đúng không ạ? Nhưng tuy vậy thì Phục cho rằng là đợt này thì thị trường cũng sẽ không giảm quá mạnh như cái hồi tháng 3 đâu. Không giảm quá mạnh như cái hồi tháng 3 bởi vì chúng ta có kinh nghiệm hết rồi. Hơn nữa cái dòng tiền thông minh ấy, họ đang trực chờ ngoài thị trường nhiều đấy. Thị trường không thiếu tiền đâu ạ. Không thiếu tiền. Miễn là có hấp dẫn hay không mà thôi. Hấp dẫn hay không mà không. Thôi mà chúng tôi tin rằng lần này xuống rất nhanh, rất mạnh thì về cơ bản nó cũng sớm tạo đáy. Thị trường cũng sẽ sớm tạo đáy. Và bao giờ biết đáy thì tức là phải qua đáy, đúng không ạ? Thì chúng tôi cho rằng là sẽ có khả năng tạo đáy trước Tết. Xác suất rất cao là tạo đáy trước Tết, đúng không ạ? Xác suất rất cao thị trường chứng khoán tạo đáy trước Tết. Bởi vì thị trường xuống với tốc độ nhanh như này thì đến lúc đó tạo đáy cũng rất nhanh. Sợ nhất là thị trường xuống một cách âm ỉ nó có thể kéo dài cả năm trời. Nhưng mà với thị trường này thì nó sẽ xuống rất nhanh và nó sẽ bật lại cũng rất nhanh, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, Hiếu đang nắm giữ 150% cổ phiếu, đúng không ạ? Nhưng vài ngày tới bạn sẽ thêm tiền hạ tỷ trọng margin xuống 120%, đúng không ạ? Ok, đấy là bạn có dự phòng rất tốt, rất ok. Vâng. Vâng. Ok ạ. Anh Hưng đang có hỏi cổ phiếu như nào là không nhạy cảm với thị trường. Về cơ bản là gần như cổ phiếu nào cũng nhạy cảm với thị trường thôi ạ. Về cơ bản là khi nào cũng nhạy cảm với thị trường thôi ạ. Đúng không ạ? Đó. Nhưng mà về cơ bản là nếu mà ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh không ấy, thì có một số cổ phiếu phòng thủ này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh đáng kể. Đúng không ạ? Vùng giá này của Hòa Phát là hợp lý để tích sản công anh. Đúng rồi, vùng giá này là vùng hợp lý để tích sản trong dài hạn rất tốt, không vấn đề gì cả. Vâng. Và cổ phiếu nào rủi ro thấp khi Covid được kiểm soát? Nếu mà Covid được kiểm soát thì về cơ bản các cái cổ phiếu được hưởng lợi thì như top 5 cái ngành được hưởng lợi nhất thì AZFIN có chia sẻ ở trên cái kênh YouTube thì có bạn Toản nhé. Vâng, bạn Đoàn Văn Dương có hỏi là bạn lương 20 triệu lên bỏ và đầu tư chứng khoán bao nhiêu là vừa, cảm ơn bạn. Thì cái này phải tùy thuộc vào là bạn chi tiêu hàng tháng hết bao nhiêu, bạn còn dôi dư ra bao nhiêu. Ví dụ bạn chi tiêu hết 10 triệu, bạn dư ra mỗi tháng 10 triệu chẳng hạn. Thì trong đó thì bạn đã có kiến thức về chứng khoán chưa? Nếu bạn chưa nhiều kiến thức chứng khoán thì bạn hãy phân bổ ví dụ độ 2 triệu một tháng thôi vào thị trường chứng khoán. Còn lại 8 triệu bạn gửi tiết kiệm chẳng hạn hoặc mua trái phiếu. Đó, thì đấy là cái cách an toàn. Còn bao giờ bạn hiểu hơn về thị trường chứng khoán thì bạn có thể phân bổ nhiều hơn một chút,
Đó, nhiều hơn 2 triệu. Ok ạ. Vâng, Việt Anh có hỏi TCB khoảng bao nhiêu thì khoảng bao nhiêu không hiểu này, ý bạn là khoảng bao nhiêu tức là hợp lý hay thế nào, thì chúng tôi cho rằng trong dài hạn vài năm tới thì PB của Techcombank có thể đạt 2 lần. Vâng. Vâng, bạn Đỗ Đăng Thức thì có hỏi là tích sản có phạm quy không, thì quy định mới của tích sản là bạn có thể tích sản bất kỳ ngày nào ở trong tháng bạn nhé. Vâng, anh Phùng Sa Cường có hỏi có thể liệt kê một vài mã cổ phiếu ít bị ảnh hưởng do Covid không? Thì thực tế về cơ bản là Covid như này ngành ngân hàng cũng không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Nó đã trải qua mọi thứ thì quý vị đã thấy rồi. Nó có ảnh hưởng nhưng nó không phải ảnh hưởng quá lớn. Và đặc biệt là các ngành phòng thủ như ngành điện nước chẳng hạn. Điện nước. Thì điện thì năm 2021 này thủy điện là được đánh giá cao hơn. Tiếp theo ngành nước thì chắc chắn là không ảnh hưởng. Ngành đó thì không bị ảnh hưởng một tí nào cả. Đúng không ạ? Điện nước không bị ảnh hưởng. Đó. Rồi ok ok. Vâng. Vâng, Vi Thanh bảo bên anh có update lại list cổ phiếu tích sản không? Thì AZFIN sẽ có update lại tích sản. Nhưng mà sẽ khi có kết quả kinh doanh full quý 4 thì AZFIN sẽ update lại một lần ạ. Vâng, anh Hải Dương hỏi là FPT tháng 5 này chia cổ tức phải không anh Phục? Về cơ bản thì FPT họ thường chia cổ tức vào 2 điểm trong một năm. Đó là tháng 5 và tháng 8, và cái điều này diễn ra được gần chục năm rồi ạ. Thế thành ra là hy vọng năm tới khả năng cao họ vẫn sẽ tiếp tục như vậy ạ. Vâng, bạn Nguyễn Xuân Khánh hỏi là tích sản BWE hiện tại âm 18%, vậy có nên mua thêm bình quân giá xuống không? Đã gọi là tích sản thì mỗi tháng mua một chút thôi, đây không gọi là mua bình quân, thì đấy là tích lũy, chúng ta mua tích lũy. Thì cứ nếu trong vùng định giá thì bạn cứ mua ạ. Vâng, STB thì sao? Thì STB là một ngân hàng thì có chất lượng tài sản thì hiện tại vẫn còn hơi xấu. Nó vẫn chưa xử lý xong. Tuy vậy thì những nhà đầu tư kỳ vọng rằng là năm tới kinh tế tốt, tài chính tốt, nó xử lý xong được đống nợ xấu, thì đây cũng là một cái ngân hàng mà người ta bảo từ xấu mà đến bớt xấu. Thì nó cũng là một cái câu chuyện rất tốt đối với những ai mà yêu thích những cái câu chuyện ví dụ xác chết sống dậy, hay những câu chuyện là từ gọi là dưới bùn bước lên chẳng hạn, thì STB rất phù hợp. Còn nó bảo là những là ngân hàng tốt hàng đầu thì chắc chắn là không rồi. Đầu tư theo có nhiều kiểu có thể sinh lời khác nhau nhé. Thì cái đó là theo kiểu từ xấu trở thành không xấu, hoặc từ xấu bớt xấu đi thì nó cũng là tốt lên rồi, đúng không? Vâng, bạn Hồng Vũ Văn Quang có cầm cổ phiếu rất tốt đúng không? FPT 51, PNG 69 và Phát 35 đúng không ạ? Đó là những mã rất tốt rồi. Thì bạn tùy vào cái trạng thái tài khoản của bạn quyết định thôi ạ. Nếu tài khoản còn rất nhiều tiền thì lại có cổ phiếu siêu họp thì bạn lại có cơ hội mua. Còn nếu tài khoản mà căng quá full cổ phiếu rồi thì bạn cứ ngồi im, bạn kiên nhẫn thôi, đúng không? Vâng. Bạn Vi Hải Phúc có ôm gì MBB, Liên Việt, SHB, SSI, Hòa Phát âm 20%, thực sự là trong số này thì có mấy ngân hàng không được tốt lắm. Và bạn phân bổ quá nhiều vào dòng tài chính, tức trong 5, 2, 4, 5 con thì bạn có tới 4 con tài chính mà bạn này âm 20% thì thực sự rất nguy hiểm đấy. Chứng tỏ là bạn vừa vào vùng đỉnh hết, tất cả cổ phiếu bạn đều vào vùng đỉnh thì rất nguy hiểm. Thì bạn phải xem lại tỷ trọng tài khoản của bạn. Nếu mà tài khoản của bạn tỷ trọng mà còn dư tiền mặt thì bạn có thể an tâm, có thể chờ thêm và giải ngân thêm một số cổ phiếu tốt. Và lưu ý với bạn hãy lựa thời điểm để cắt bớt những cái cổ phiếu xấu trong cái danh mục của bạn đi. Bởi vì những cổ phiếu nó mang tính chất đầu cơ ngắn hạn thôi, có thể là rất nguy hiểm, nó không bật trở lại một cái mạnh mẽ trong dài hạn đâu ạ. Và margin call kéo dài lâu không? Nếu thị trường xuống nhanh như này thì margin call chỉ kéo dài 1-2 ngày thôi ạ, đến 3 ngày là cùng thôi ạ. Họ sẽ call ngay lập tức hết ạ. Vâng, đợt này Vinamilk, Viettel Post được không anh? Thì tất cả những cái đây là hai cổ phiếu cơ bản tốt. Nếu mà có giá điều chỉnh hợp lý thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là do trạng thái tiền của bạn thôi. Trạng thái tiền bạn thôi. Thì về dài hạn tôi nghĩ giá Vinamilk giá này rất tốt. Đó. Ok, nếu bạn tích sản thì bạn Phạm Văn Huỳnh, bạn có tích sản thì bạn hãy là tuân thủ kỷ luật của tích sản nhé. Vâng. Anh Nguyễn Tuấn Anh có hỏi là khuyến nghị về Cotecon, thì Cotecon thì AZFIN không đánh giá. AZFIN chỉ tập trung chủ yếu những vào những cổ phiếu đầu ngành có cơ bản rất tốt thì AZFIN đánh giá thôi. Còn những cái cổ phiếu về cơ bản là nó vi phạm cái lên nguyên tắc thứ nhất là về quản trị, thứ hai là về cái nền tảng kinh doanh, rồi cũng như là về cái
lợi thế cạnh tranh thì AZFIN không đánh giá. Ví dụ Cotecon hiện nay ấy, thì về cơ bản các cái hợp đồng nó bị mất rất nhiều, vị thế số 1 nó đã bị mất rồi. Quản trị điều hành thì ban quản trị mới thì AZFIN chưa đánh giá được nó như thế nào. Nó như thế nào? Đó thì AZFIN không khuyến nghị và không đánh giá. Và bác Phạm Hà Trung có hỏi là 1 đến 3 cổ phiếu đáng dồn tiền để mua thì bây giờ ở trên sàn rất nhiều đấy ạ. Thì Phụng không biết 1 đến 3 cổ phải đáng nhất được, đúng không ạ? Tùy với nhà, mỗi nhà đầu tư sẽ có những cái khẩu vị khác nhau. Thì anh có thể tham khảo trong cái danh sách định giá 69 cổ phiếu ở trên kênh YouTube của AZFIN Việt Nam. Đấy là rất nhiều những cổ phiếu toàn cơ bản và rất tốt đấy. Thì anh có thể xem trên đấy. Và bạn Công Nhật có phân vân giữa MB và Techcombank thì mã nào đang rẻ hơn? Thực sự để việc so sánh hai mã cổ phiếu cùng có cái vị thế tốt, mọi thứ tốt mà rẻ hơn hay đắt hơn thì nó rất khó khăn bạn ạ. Thì AZFIN, cái này tùy thuộc vào quan điểm mỗi người thôi. Về PB thì tất nhiên là PB rẻ hơn, MBB rẻ hơn, PE thì MBB cũng rẻ hơn. Nhưng về cái vị thế thì Techcombank có vẻ là nhỉnh hơn. Thế thành ra việc đánh giá là thằng nào hơn thì sẽ rất là khó khăn. Vâng, vâng. Ok ạ, Đạt Phương ạ, Đạt Phương là công ty về bất động sản có cái nợ vay cũng rất là cao. Thế thành ra ai mà yêu thích cái kiểu rủi ro cao, lợi nhuận cao thì tôi nghĩ là phù hợp với Đạt Phương đấy ạ. Còn nếu mà ai thích an toàn thì có vẻ nó chưa phù hợp lắm. Và những cái nhóm bị ảnh hưởng nhiều đến Covid đó là những cái cổ phiếu có thể là những cổ phiếu bán lẻ. Nếu mà Covid bị kéo dài thì những cổ phiếu bán lẻ là về cơ bản có thể bị ảnh hưởng. Tuy vậy thì chúng tôi đánh giá PNG và MWG là hai cổ phiếu cực kỳ tốt trong đầu ngành. Nó sẽ bị ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng sẽ không nhiều, không đáng kể đâu ạ. Không đáng kể. Nó sẽ bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Bởi vì nó là những cái thằng che chắn tốt nhất trước khủng hoảng. Margin 0.71 có nguy hiểm không anh? Tức là bạn có 1 đồng bạn vay 0.71 đồng thì tức là như vậy là cao đấy. Chúng tôi đánh giá vậy là rất cao. Đúng không ạ? Vâng. Ok ok ạ. Vâng ạ. Vâng. Bác Thiệu Bàng có hỏi là phân vân giữa VRE và VEA và Vim và Vinamilk thì VEA có vẻ cổ tức cao hơn thì tất tay nên chọn mã nào? Thì nếu bác cảm thấy khó khăn thì bác có thể phân bổ nhé. Vâng. Hoặc là bác yêu thích mã nào thì bác có thể nhặt, bởi vì khi thị trường chứng khoán xuống ào ào như này á thì tất cả đều xuống cả. Và đến nữa trở lại thì đây là hai mã tốt thì nó cũng sẽ đều bật đây lên cả. Đúng không ạ? Vâng, ASM à thì chúng tôi ASM thì chúng tôi cho rằng quý vị và các bạn phải cẩn thận đấy. Cổ phiếu này có rủi ro rất cao. Lợi nhuận có thể kỳ vọng cao khi thị trường bật mạnh nhưng mà rủi ro của nó rất cao chứ không thấp đâu ạ. Bởi rủi ro liên quan đến nợ vay, rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh và rất nhiều thứ. Thì rủi ro cao nhưng mà lợi nhuận nó có thể kỳ vọng cao nếu thị trường bứt rất mạnh. Thì chúng tôi cho rằng bạn nên cẩn thận với những cổ phiếu như này. Vâng. Còn nhà Từ Liêm thì chúng tôi đánh giá là bất động sản thì năm tới cũng khá là tốt. Tuy nhiên cái quỹ đất của nhà Từ Liêm về lâu dài nó sẽ không có nhiều, không còn nhiều nữa. Thế thành ra triển vọng rất lâu dài thì chúng tôi đánh giá là nó sẽ không tăng trưởng quá mạnh trong tương lai. Bởi vậy cho nên là cái này còn cần phải xem xét là về giá nào nữa thì để chúng ta có mua hay không ạ. Vâng, vâng, ok ạ. À, vâng. Bạn Chu Đức có đánh giá GVR thì thực sự con này quá phức tạp thì chúng tôi sẽ không có đánh giá nhiều đâu ạ. GVR về cái mảng bất động sản công nghiệp thì nó rất tốt thật. Tuy nhiên cái mảng cao su của nó thì rất là tệ và khá là nguy hiểm. Thì cổ phiếu này thì nó phụ thuộc rất nhiều vào FDI. Thì bạn đánh giá xem FDI Việt Nam có thu hút tăng trưởng mạnh hay không. Nếu tăng trưởng mạnh thì về cơ bản GVR vẫn còn những cái câu chuyện của nó. Tuy vậy nếu định giá chung của tập đoàn thì chúng tôi đánh giá mức này là không rẻ nữa rồi. Đúng không? Ok ạ. TCB, PB khoảng bao nhiêu là hợp lý thì chúng tôi cho rằng với vị thế rất đặc biệt của mình thì TCB trong tương lai khi thị trường tốt xứng đáng PB bằng 2 lần. Còn tất nhiên khi thị trường xấu thì tất nhiên nó có thể xuống tới 0.91 lần như hồi tháng 3 rồi cũng như hồi tháng 6, 0.91 lần, 0.8 lần, 0.91 lần. What? Vâng, VHC đang bị ảnh hưởng do chi phí container có nên nắm giữ lâu dài không? Thì cái ảnh hưởng chi phí container này chúng tôi đánh giá là khá ngắn hạn. Nó có thể diễn ra trong vòng khoảng 3 tháng đến 5 tháng. Tuy vậy trong dài hạn nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Chính vì thế những người doanh nghiệp nền tảng kinh doanh tốt trong dài loại hạn họ sẽ trở lại với kết quả kinh doanh tốt. Chứ nó không thể phi lý mãi được. Vâng, cổ phiếu OCB ạ. Thì chúng tôi đánh giá là cổ phiếu OCB hôm nay vừa mới lên sàn giảm giá 20% về giá 18.35. Thì lúc đó vốn hóa của cổ phiếu này đâu đó khoảng chưa đến 20.000 tỷ. Lợi nhuận sau thuế năm 2020
thì khoảng độ 3.540 tỷ. Thì như vậy PE của cổ phiếu này mới hơn 5 lần và PE bằng khoảng độ 1.1 lần thì 1.15 lần thì thực sự cổ phiếu OCB là đang được định giá thực sự rất hấp dẫn trong ngành bank. Rất hấp dẫn trong ngành bank đấy. Và liên quan đến đầu tư công trình, chọn PLC được không? Thì cổ phiếu PLC là một cổ phiếu cung cấp khoảng độ 50% cái nhựa đường ở cho các cái công trình công ở Việt Nam. Thì đây chúng tôi cũng đánh giá là cổ phiếu sẽ được hưởng lợi nhờ đầu tư công. Thế thành ra vấn đề là tùy vào giá của bạn lựa chọn PLC thôi. Thì đây là một cổ phiếu xứng đáng để đầu tư trong cái việc đầu tư công được hưởng lợi rất mạnh trong vài năm tới ạ. Vâng, thì tất nhiên là vâng, anh Ngọc Cường có mua FPT giá 59 Hòa Phát 414 Techcombank 32. Thì giá này về dài hạn thì Phục đánh giá là một mức giá hấp dẫn đấy ạ. Còn trong ngắn hạn tất nhiên thị trường đi xuống theo tâm lý thì họ không quan tâm đến định giá đâu ạ. Đó thì rất ngắn hạn thì họ sẽ không quan tâm đến định giá. Còn về dài hạn với những mức giá anh mua thì đó là mức giá hấp dẫn cho những cái cổ phiếu đầu ngành như thế này. Đúng không ạ? FPT thì thuộc dạng đầu ngành hàng đầu về gia công phần mềm ở trong khu vực và trên thế giới. Hòa Phát thì là số 1 trong công ty thép Việt Nam và cũng là công ty thép số má trong khu vực và trên thế giới đấy. Techcombank thì lại là một ngân hàng cũng rất mạnh. Đúng không ạ? Ok ạ. Vâng, nếu mà bạn biết là mai bạn bán sạch cổ phiếu đi để mua lại được với giá hấp dẫn hơn thì bạn hãy bán ạ. Còn AZFIN thì không biết được là liệu mai bạn bán xong bạn thì ngày kia nó có giảm hay không. Đấy là điều hên xui lắm. Còn nếu đã cổ phiếu hấp dẫn thì bạn cầm dài hạn thì bạn nên cầm thôi. Đúng không ạ? Đó, thì hãy an tâm với nó. Còn nếu mà bạn nghĩ rằng nó sẽ sập sâu thì bạn hãy bán ra. Còn AZFIN thì không đánh giá được trong cái thời điểm ngắn hạn là nó có thể xuống mấy giá hay xuống bao nhiêu được cả. Thì tất cả những cái chuyện đó là đoán thôi. Chứ nó không có cơ sở nào chắc chắn được. Bởi vì tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán nó vô cùng hung hãn và nguy hiểm. Chúng ta không thể đoán được trước. Đúng không ạ? Vâng, ok ạ. Vâng, vay tiền bằng lương và đầu tư cổ phiếu cổ tức ngang với lãi có lên hay không? Thì cái điều này là có thể được, ok, đồng ý, ok. Bởi vì khi thị trường chứng khoán mà bật lên thì giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh. Thì tuy nhiên chúng ta cần phải chú ý như này. Đó là chúng ta vay lương. Nhưng với điều kiện là nó phải để được dài cơ. Là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải xác định được là cổ phiếu ý ăn cổ tức nó phải rất bền vững cơ. Chứ không phải là cổ phiếu cổ tức nhất thời 1-2 năm. Các năm sau nó đuối thì sao? Rất nguy hiểm. Thế thành ra chúng ta phải chú ý đặc biệt đến điều đó. Và thứ ba nữa đó là định giá cổ phiếu có hấp dẫn không? Nếu định giá chiết khấu 30-40% so với định giá chẳng hạn, cổ tức lại cao bằng lãi vay, thì thực sự đây cũng có thể áp dụng một phần vay một phần. Và hàng RE có giải ngân sâu được không? Thì Phục không hiểu là anh hỏi là giải ngân sâu hay giải ngân nhiều hay thế nào. Nó khác nhau nhé. Sâu thì Phục không biết sâu này thế nào. Nhưng mà cổ phiếu này là một cổ phiếu có nền tảng cơ bản rất tốt. Mọi thứ rất chắc chắn. Trong một cái ngành về cơ bản đa phần là phòng thủ. Thế thành ra về cơ bản cổ phiếu RE trong tương lai rất tốt. Nếu có giá rẻ thì chúng ta sẽ tích sản. Chúng ta sẽ mua thì rất là đẹp. Đúng không ạ? Vâng. Ok ạ. Vâng, ok ạ. Vâng, bạn Cam Minh có đưa ra là dịch mới bùng phát Covid chưa kiểm soát được nên không xuống hết tiền mặt ngay, xin anh cho ý kiến và về tỷ lệ giải ngân kịch bản dự phòng như nào. Thì như Phục có đánh giá đây, kịch bản về việc Covid có kiểm soát được hay không, đúng không ạ? Thì kể cả Covid không kiểm soát được thì nếu giá cổ phiếu về rẻ quá thì cũng là một cơ hội chúng ta mua rất tốt, đúng không ạ? Thì AZFIN có khuyến nghị ở đây là nếu mà những ai rất có kinh nghiệm ấy, đây, trong đầu tư thì có thể khuyến nghị có thể mua cổ phiếu không bị áp lực tài chính, có thể mua cổ phiếu 70-100% tùy vào cái mức độ là đánh giá về cái chấp nhận rủi ro cũng như là đánh giá về cái thị trường như nào. Bởi vì cái này là cũng chỉ là ý kiến chủ quan của AZFIN đưa ra chứ nó không thể đại diện tất được suy nghĩ của mọi người. Bởi vì có những anh chị cho rằng thị trường chứng khoán có thể về mức 300-400 chẳng hạn thì tất nhiên là họ không thể giải ngân rồi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như thế ạ. PVC và PVD thực sự hai cổ phiếu này rất ngược nhau. PVC là một cổ phiếu rất chắc chắn, bền vững nhưng mà không có tăng trưởng. PVD thì ngược lại, theo giá dầu rất nhiều. Thì cổ phiếu này về cơ bản là nền tảng kinh doanh không phải quá tốt nhưng mà nó lại biến động rất mạnh trong đầu cơ. Một cổ phiếu thì cực kỳ đầu cơ, còn một cổ phiếu thì mang tính chất đầu tư dài hạn. Thì hai cổ phiếu này rất khác nhau.
PVC nếu mà gần đây thì chúng tôi có tin là PVC sẽ thoái vốn, sẽ được thoái vốn. Thì thoái vốn thì cho nên đẩy giá hiện tại cũng hơi cao, hơi cao. Thì PVC thì chúng tôi cho rằng chiết khấu thêm nữa thì hạng lên vào. Còn PVD thì chúng tôi không đánh giá. Thì nó theo hướng là bạn đánh giá về giá dầu như nào. Vâng, danh mục cổ phiếu thì bạn Cam Minh có hỏi thì AZFIN có rất nhiều cổ phiếu mà chia sẻ ở trên kênh YouTube đấy. Thì quý vị và các bạn có thể lên đó xem nhé. Vâng, bạn Đặng Minh Đức hỏi nếu phun cổ không margin mà lỗ khá sâu thì xử lý ra sao? Thì nếu mà bạn có được duy trì đầu tư dài được hạn được thì AZFIN cho rằng và bạn có niềm tin về thị trường chứng khoán thì AZFIN cho rằng bạn nên đóng bảng và đi tận hưởng không khí trong lành ở chỗ nào đó, nhưng mà hãy tránh xa tụ tập đông người nhé, bởi vì Covid hiện nay cũng rất nguy hiểm thì chúng ta cũng sẽ phải tránh những nơi đông người ạ. Vâng, ok ạ. Vâng, ok ạ. Vâng, ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe trao đổi nhé. Quý vị và các bạn nào mà vào sau bị nhớ thì quý vị và các bạn thì có thể quay trở lại xem phần phía trên của clip sau khi clip này kết thúc. Thì ok. Vâng. Bạn Cam Minh hỏi là em đã mua Đình Vũ, Zmandep và TDM giờ đang lỗ 10% thì giữ tiếp hay bán, mua cổ phiếu khác tốt hơn? Thì cái này phải phụ thuộc vào cái niềm tin và cái phân tích đánh giá của bạn nữa. Thì AZFIN đánh giá Đình Vũ là một cổ phiếu như thế này thì chỉ ăn cổ tức thôi. Về cơ bản và độ rất hấp dẫn mà tăng nhiều thì rất là khó. Zmandep cũng tương tự như thế, nó đang được hưởng lợi ngắn hạn nhờ vào đó là cái ngành cảng đi lên rất mạnh. Còn về cơ bản kết quả kinh doanh của Zmandep thì còn lâu mới tăng trưởng tốt được. Bởi vì cái cảng Zmanling, đúng là cái cảng cái mép của nó thì sẽ còn lâu mới hoạt động được full công suất và mang lại lợi nhuận. Thì chúng ta hãy cẩn thận với những cổ phiếu như thế này nếu mà đầu tư khi giá quá cao ạ. Vâng, còn nếu lỗ 10% hay không, chúng ta đừng nên nhìn vào khoản lỗ mà chúng ta hãy nên nhìn giá hiện tại nó có hấp dẫn thì chúng ta giữ dài hạn không. Quý vị và các bạn nên nhớ đừng nhìn vào danh mục mình đang lỗ hay đang lãi hay thế nào mà đánh giá, mà hãy nhìn vào tỷ trọng tài khoản danh mục mình có an toàn hay không, có ok không là thứ nhất. Thứ hai là những cổ phiếu mình đang cầm định giá có hấp dẫn không. Thứ ba nữa là chúng ta có cầm dài hạn được không, hay nếu chúng ta lướt sóng đầu cơ. Nếu lướt sóng đầu cơ thì hãy mạnh dạn bán ngay lập tức đi. Còn nếu mà quý vị và các bạn đầu tư dài hạn bền vững không bị áp lực tài chính thì hãy mạnh dạn giữ chặt cổ phiếu rồi nó sẽ trở lại một cách rất là mạnh mẽ thôi. Vâng, anh Sang thì anh có xem ACB, CTG, PVS thì âm 10%, vấn đề âm 10% hay không không quan trọng nhá, như Phục vừa trao đổi đấy, các anh chị lưu ý một chút ạ. Ok. Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Thì các anh chị có thể tham khảo, nếu mà các anh chị quan tâm đến ngành ngân hàng thì AZFIN đưa ra những cổ phiếu khá hấp dẫn các anh chị có thể quan tâm. Ví dụ như đó là Techcombank, MB này, ACB này, Tiên Phong Bank này. Thì bây giờ OCB không phải là một cổ phiếu hàng đầu gì cả, nhưng mà nó được định giá rất hấp dẫn nữa thì chúng ta có thể quan tâm. Còn nếu anh chị quan tâm đến ngân hàng trong khối nhà nước ấy, thì có Vietinbank được định giá là khá hấp dẫn trong tất cả các cái ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu các anh chị có thể quan tâm khác, ví dụ như FPT, Hòa Phát, đúng không? Rồi là Thế Giới Di Động cũng có thể quan tâm, PNG. Đó, đấy là những cái cổ phiếu mà AZFIN đánh giá khá là cao trong dài hạn đấy ạ. Thì các anh chị có thể quan tâm ạ. Vâng, ok ạ. Ok, cảm ơn các anh chị ạ. Thì do rất nhiều các anh chị có trao đổi trên này thì nó cũng rất trùng với những cái nội dung Phục trình bày từ đầu đến giờ. Thì anh chị có thể tham khảo lại ở trong phần đầu của buổi livestream. Thì sau đây thì Phục xin phép là kết thúc cái buổi livestream này. Anh chị có những cái yếu tố đặc biệt nào muốn trao đổi thì hãy chat với page của AZFIN Việt Nam. Thì thực sự chia sẻ với cả nhà là từ sáng đến giờ Phục cũng giải đáp hỗ trợ khoảng độ hơn 200 nhà đầu tư thì cũng rất là mệt mỏi. Giờ cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thì các anh chị có cần đặc biệt trao đổi gì thì hãy chat với page AZFIN Việt Nam nhé. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Hoặc anh chị nào quan tâm đến tích sản cổ phiếu thì tham gia cái cộng đồng tích sản cổ phiếu thì cũng được hướng dẫn trao đổi rất cụ thể nhé. Thì cảm ơn các anh chị. Thì chúc các anh chị có những cái kiến thức, có những cái nội dung mà các anh chị mong muốn để có thể bình tĩnh hơn, hành động một cách sáng suốt trên cái thị trường chứng khoán trong cái giai đoạn thị trường xuống này. Thì chúng tôi quan niệm rằng trong nguy thì luôn luôn có cơ, trong cơ thì luôn luôn có nguy. Chính vì thế đợt này là khi thị trường chứng khoán bị xuống rất mạnh là nguy cơ rất nhiều. Tuy vậy thì đối với những người tinh tế,
Đối với những người biết nắm bắt cơ hội thì đây lại là một cơ hội để anh chị có thể mang lại những cái kết quả lợi nhuận có thể gấp chục năm gửi ngân hàng là bình thường. Ví dụ gửi ngân hàng 5% đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được 4-50% nếu chúng ta có những cái lựa chọn tốt, sáng suốt trong cái giai đoạn này và tận dụng được nó. Thì chúc quý vị và các bạn có cái những cái buổi sắp tới đối với thị trường chứng khoán thu nhặt được nhiều cổ phiếu tốt và thành công ạ. Xin chào quý vị và các bạn ạ. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những cái dịp sắp tới với cái series gọi là định giá và phân tích định giá 69 cổ phiếu ạ. Xin chào quý vị và các bạn ạ.